Chào các bạn đang quay lại với chương trình An Nhiên Mà Sống, được phát sóng vào lúc 8 giờ các ngày thứ 2 và thứ 5 hàng tuần trên kênh Hai Channel. Và trong chương trình hôm nay, Juno sẽ chia sẻ về tuổi năm 1991 và vận hạn 12 tháng trong năm 2019 âm lịch. Những người có tuổi năm 1991 vừa trải qua một năm 2018 rất cam go và vô vàn những thử thách. Dĩ nhiên, tùy phúc phần cá nhân, tùy ngày tháng năm, giờ sinh cụ thể mà mỗi tân mùi sẽ đối mặt với cái vận hạn riêng, khác biệt nhau. Nhưng dù có khác biệt, thì trong cái xấu chung của 2018 cũng không khác biệt nhiều. Nó giống như tất cả những người sinh năm 1991 đều đứng trên một con thuyền đang nghiêng ngả. Người phúc phần tốt thì đứng ở chỗ có thể đeo bám được. Người phúc phần mỏng thì đứng ở chỗ phải bị trơn bị trượt. Người vô phúc thì đứng ở đầu sóng ngọn gió hứng trọn vất vả tai ương. Vận hạn năm 2019 của những người sinh năm 1991. Đông đã qua đi và xuân đã lại tới. Điều này tượng trưng cho vận thế của tân mùi đang được trả lại. Dĩ nhiên lấy thì nhanh, chứ trả lại thì khá lâu. Phá thì luôn dễ hơn say. Vậy nên vận thế tân mùi trong năm 2019 là mức khá chứ chưa phải mức xuất sắc. Sau đây là vận thế của những người tuổi tân mùi sinh năm 1991, 12 tháng năm 2019 tính theo lịch âm. Tháng 1 âm lịch, điểm 8 trên 10. Vận may của tân mùi được trả lại ngay từ đầu năm 2019 chứ không cần đợi lâu. Tháng này cơ hội nhiều, may mắn lắm, có lọc rơi lọc vải, có sự đổi mới trong công việc. Đầu năm nên mua tờ vé số hoặc hăng say chặt chém bạn bè trên sới bạc. Vui thôi ạ, dễ có lọc phi nghĩa nhưng không nhiều. Tháng này khi đang du xuân cũng dễ gặp được ý trung nhân, có sự phát triển tốt lành về tình cảm. Cửa cung tình duyên thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội cho việc ổn định dài lâu. Tháng 2 âm lịch, điểm 9 trên 10. Tháng này đẹp nhất năm, vừa hợp vừa sinh, vừa thuận vừa may. Tháng này vận thế chói chang như mặt trời buổi trưa nắng, cho tân mùi cơ hội công việc mới, tài lộc no đủ dồi dào, các mối quan hệ tình cảm, tâm tính cũng rất ổn định. Cửa cung phu thê mở, cửa cung con cái mở, cửa cung tài lộc mở, cung tình duyên mở. Rất tiếc nếu các bạn bỏ lỡ. Tháng 3 âm lịch, điểm 5 trên 10. Tháng này tâm tư bất ổn, công việc có khó khăn, cuộc sống có biến cố, dễ vì sự trắc trở mà tâm phiền ý muộn, nghi ngờ về sự lựa chọn của bản thân. Tháng này lại nhận ra anh chị em chiến hữu, lúc không cần thì luôn có, lúc gặp khó thì chẳng mấy ai. Còn bền chí bền tâm, không nên chán nản mà xin chuyện. Tháng 4 âm lịch, điểm 5 trên 10. Tháng này tâm tính nóng vội, khó chịu, đa nghi. Tiếp tục là tháng, phải bo vào mà phòng thủ, năng nổ mà xử lý các vấn đề từ trên trời rơi xuống. Tháng này điểm sáng là dễ gặp quý nhân, được quý nhân hướng dẫn cho nên làm thế nào để phát triển công việc. Tiền tài có nhưng không bền, không định kỳ, chỉ đột xuất. Tháng 5 âm lịch, điểm 7 trên 10. Tháng này công việc vững vàng, tình cảm hanh thông. Tháng này có tin vui, có lộc đi lại, hợp cho đi du lịch, bay nhảy. Tháng 6 âm lịch, điểm 6 trên 10. Tháng này vạn sự cát lành nhưng lại gặp tai ương về mồm miệng, hoặc bị thị phi, hoặc bị đố kỵ, hoặc do lỡ lời mà bị hiểu nhầm gây sóng gió không cần thiết. Tháng này cảm xúc thất thường, dễ tự nhiên chán nản, tự nhiên muộn phiền, cần chuyên chú vào công việc để bản thân bận rộn mà quên đi sự tiêu cực trong suy nghĩ của bản thân. Tháng 7 âm lịch, điểm 5 trên 10. Tháng này cô hồn vẫy gọi, tiền tài hư hao. Tháng này cần lưu ý bị hao tiền tốn của oan, xe cộ đi lại cũng nên cẩn thận. Tuy không nặng nhưng dễ bị say xước, bực mình, giấy tờ quan trọng nên cất ở nhà, không nên hùa theo bạn mà tụ họp tung tăng. Tân mùi một mình thì rất cẩn thận, nghe bạn ới thì lại tặc lưỡi mà ham vui, dễ ra chuyện. Tháng 8 âm lịch, điểm 6 trên 10, tháng của sự đầu tư và phát triển. Tháng này dễ có hợp đồng mới, hoặc tìm được cửa hàng, tìm được mặt bằng, hoặc gặp gỡ được đối tác, người rủ rê làm cùng công việc ưa thích. Tháng này thu có nhưng chi nhiều hơn, tuy nhiên chi không vì hư hao mà để lấy tiền để tiền. Nếu không chi để đầu tư thì cũng sẽ có thứ để hưởng thụ. Lựa chọn một trong hai tùy tân mùi. Tháng 9 âm lịch, điểm 7,5 trên 10. Tháng này cung tài lộc rất vượng, sức khỏe ổn thỏa, nhưng cực dễ xảy ra chia ly trong tình cảm. Nguyên nhân chủ yếu do bản thân tân mùi nghiêm trọng hóa vấn đề mà ra. Nếu kìm cái tôi tốt, tân mùi sẽ được viên mãn 8 điểm. Nếu để cái tốt lấn át thì đành tiền có còn tình tan. Tháng 10 âm lịch, điểm 9 trên 10, tháng rực rỡ còn lại của năm. Tháng này ế dễ chóng ế, cưới rồi dễ có con rồi dễ có đứa nữa. Công việc đầu tư có kết quả,
có thêm vốn, thêm đối tác, thêm khách hàng tiềm năng. Tình cảm thuận, thị phi không có, sức khỏe ổn thỏa, sinh sôi nảy nở trong mọi lĩnh vực, nên làm việc 120 công suất mà gạt lọc lúc cuối năm. Tháng 11 âm lịch điểm 6 trên 10. Tháng vất vả, dễ tai ương về tinh thần. Tháng của thị phi trắc trở, phiền toái. Tuy xử lý được, không phải chuyện lớn, nhưng để lại sự bức bối, bực dọc, bức xúc, ức chế, muộn phiền. Tháng này nên đi du lịch xa, đi càng xa càng đỡ chuyện. Tháng này dễ gặp lại người cũ, hoặc bị người cũ trêu ngươi. Hoặc gặp lại con nợ cũ, thấy con nợ cũ ăn xài xả láng mà bắt đầu xin bực dọc. Vận thế đang co dần lại để chuẩn bị dồn vận lên cao trong năm 2020. Tháng 12 âm lịch điểm 4 trên 10. Tháng 6 nhất năm, vận thế co lại hoàn toàn để mở bung vào năm 2020. Cho tân mùi thuận lợi may mắn. Dĩ nhiên, cứ phải qua được tháng 12 âm năm 2019 đã. Tháng này dễ bị hàm oan, chính xung chính khắc. Thị phi có, tiểu nhân có, khắc khẩu có, cãi vã có, tiền tài hư hao cũng có, va chạm xe cộ có. Tháng này nên thỏa sức mà mua sắm, mạnh dạn mà chuẩn bị cổ Tết, học cách bỏ ngoài tai những lời ngang trái thì sẽ đỡ được việc phiền não. Sau đây là lời khuyên tổng quan. Tân mùi vốn là con dê năng động, con dê giỏi ứng biến, nhưng tân mùi cũng là con dê phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tâm lý. Có một số tuổi khác, dù đau lòng vì tình cảm, họ vẫn có thể ổn thỏa công việc. Riêng tân mùi, chừng nào tinh thần chưa viên mãn, chừng đó họ vẫn mặc kệ buông xuôi. Một số ít tân mùi học được cách bỏ qua cảm xúc, không chú trọng yếu tố tinh thần thì rất dễ dàng gặt hái được thành công trong cuộc sống. Vậy nên 2019 này, tân mùi hãy gạt bỏ những muộn phiền, mặc kệ những đơn côi, chú đầu vào công việc, gieo trồng cho sự nghiệp. Cây tình ta không có duyên chăm sóc thì ta bón cây tiền cho mau lớn mạnh. Và kỳ lạ thay, khi cây tiền của tân mùi đủ lớn, cây tình cũng sẽ từ từ mà trổ hoa.